Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Đồng Chuyên và mình là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên ngành ngữ. Và mình vừa nhận được visa để học chương trình thiết kế đồ họa tại trường Miami University tại Mỹ. Khó khăn của mình gặp phải khi mà chuẩn bị apply đi du học Mỹ thì nó là vào khoảng tháng 6, tháng 7 mình mới quyết định là đi du học ở Mỹ, và đó là khoảng thời gian khá là muộn. Lúc đấy thì các trung tâm du học thường thì người ta sẽ không nhận nữa, và mình thực sự gặp khó khăn vào khoảng thời gian đấy. Nhưng mà tình cờ thay là mình biết đến được trung tâm du học của anh Tú, biết đến King Study, và họ đã giang tay ra giúp đỡ mình. Mình đã có cơ hội tìm hiểu cả ba nước Anh, Úc và Mỹ. Với mình thì mình thấy Mỹ nó phù hợp với cả cái phong cách và cái vibe của mình hơn. Và hơn nữa là ngành thiết kế đồ họa bên Mỹ khá là phát triển, tại vì là ở bên đấy người ta phóng khoáng hơn, có một cái suy nghĩ khá là thoải mái. Thì mình có nghĩ là sang bên đấy thì với cái suy nghĩ thoải mái như vậy thì đương nhiên là ý tưởng trong đầu mình cứ thế mà trào ra thôi. Về mặt tinh thần thì mình đã chuẩn bị khá khá về tất cả các buổi chia tay với cả các bạn ở Việt Nam của mình. Còn về đồ đạc cá nhân thì mình đã chuẩn bị khá nhiều về quần áo để chuẩn bị đem sang đấy, và sắp tới đây mình cũng sẽ sắm cho mình một cái máy tính laptop mới. Ngoài ra thì mình cũng sẽ tham khảo về tất cả các đồ dùng ở bên đấy từ bạn bè và những người chuẩn bị sắp đi du học, là họ hàng của mình. Và đặc biệt hơn là sắp tới sẽ có một buổi pre-departure của King Study vào cuối tháng 7, và mình rất là mong là tại cái buổi sự kiện hôm đấy mình có thể học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm và mọi thứ từ các cả du học sinh chuẩn bị đi Mỹ vào tháng 8 sắp tới này. Với sự nhiệt tình và tận tâm của các anh chị ở bên King Study như vậy, mà trong một khoảng thời gian khá là ngắn mà mình cũng đã hoàn thành xong được cái hồ sơ apply đi du học với thực sự là rất nhiều thủ tục cần phải chuẩn bị, mà bây giờ mình đã ngồi đây và chuẩn bị là một sinh viên của trường Miami University ở bên Mỹ, thì mình thực sự mình có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng con Mười là một con người xứng đáng dành cho King Study. King Study cùng bạn chinh phục thế giới.